Nước hoa mùa hè cho nữ dưới 150 đô chắc chắn là phải có rồi. Làm cho anh em rồi mà không làm với các chị em thì nói thật là hơi có lỗi. Và sau đây sẽ là những cái lựa chọn của mình cho mùa hè 2022. Đặc biệt là sẽ có những mùi hương khá là lạ và mới. Và hy vọng là trước khi vào video các bạn có thể cho mình một like nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Vâng, nước hoa cho nữ, cái tên đầu tiên mà mình đang muốn nhắc tới đó chính là Light Blue Forever của nhà D&G. Chắc chắn là phải có em này. Nếu như những bạn nào đang dùng phiên bản EDT, các bạn đang dùng phiên bản Intense và các bạn muốn một cái gì đấy nó đổi mới thì Light Blue Forever chắc chắn sẽ làm được cái đấy. Và mình tin rằng là đây sẽ là cái mùi hương trong khoảng tầm 5 năm tới ở thị trường Việt Nam nó sẽ được phổ cập nhiều hơn con Light Blue Intense kia rất là nhiều. Không chỉ là riêng sản phẩm cho nam nhé, mà Light Blue cho nữ Forever này nó còn ngon hơn gấp chục lần cái phiên bản dành cho nam kia. Người thôi đã thấy phê rồi. Thì cái mùi hương này như thế nào? Đó là khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái mùi trái cây. Ở cái phiên bản Light Blue Intense cho nữ thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi khá là bùng nổ. Cụ thể là mùi của táo. Nhiều bạn nữ nếu mà thích những cái vai mùi nhẹ sẽ không thích cái mùi của con Intense cho nữ. Nhưng mà khi mà các bạn sang đây nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cái mùi hương này nó có tươi không? Thì mình cảm thấy là nó là một mùi trái cây nhưng mà không được làm cái kiểu tươi và bùng nổ như phiên bản Intense. Mà khi mà mình xịt ra mùi trái cây đấy nó làm mình liên tưởng tới mùi thạch rau câu cá heo. Được cái là ngày bé mình rất thích ăn cái thạch đấy tại vì nhà mình bán cái đồ tạp hóa rất là nhiều. Thạch rau câu cá heo thì nó là vị màu xanh lá cây hoặc là vị nho, vị màu tím ấy. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra phải nói rằng là nó cực kỳ giống luôn ấy. Hôm trước mình là nam mà mình còn xịt còn thích thì mình nghĩ là kể cả nam xài cũng được chứ chả cần phải nữ. Và cái mùi hương này lúc đầu thì nó có cảm giác hơi chua chua nữa, nhưng mà thực sự là dễ liên tưởng nhất để các bạn cứ nghĩ tới thạch rau câu cá heo. Dry down sau khoảng tầm nửa tiếng thì mùi hương này xuất hiện thêm hoa. Nhưng mà với cá nhân mình thì hoa nó không quá là rõ rệt, nó chỉ làm điểm xuyến cho cái mùi hương có phần nữ tính hơn. Chứ nếu mà như ban đầu ấy thì cái mùi hương này lại có phần là kiểu unisex mà cả nam lẫn nữ đều xài được. Nhưng mà khi mà dry down ở trên da mình nó lên thêm hoa. Và tổng thể từ đầu đến cuối thì vẫn là cái mùi thạch rau câu cá heo. Đấy, mix thêm một tí hoa, nó không thay đổi quá là nhiều. Và phải nói thật rằng là đây là một cái mùi hương rất tuyệt vời. Tới khi mà xịt mùi hương này mình sẽ nghĩ tới những cái bạn tầm 21, 22 tuổi mà bắt đầu đi thực tập, hay là các bạn bắt đầu ra đi làm, vừa kiểu đi học vừa kiểu đi làm ấy. Các bạn sẽ mang cho mình một cái tư tưởng đó là học hỏi lúc nào cũng rất là tích cực, dồi dào năng lượng. Kiểu bây giờ mình nhìn những cái bạn trẻ tầm 20 tuổi ấy, mình nhìn thấy là cái cờ chưa nhìn thấy các bạn có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà mình thấy các bạn ấy kiểu lúc nào cũng sẵn sàng nhận lời tất cả để giúp đỡ tất cả mọi người. Thì đây là một cái mùi hương như vậy, một cái mùi hương rất là năng động, rất là trẻ trung. Và mùi hương này thì có thể xài vào tất cả các dịp. Mùi này là một cái mùi cực kỳ là nịnh mũi và nó không phải là một mùi quá ngọt hay là không phải một cái mùi gì khó dùng. Chỉ đơn giản là bạn cần một cái mùi thơm và bạn xịt lên người. Thì Light Blue Forever phiên bản dành cho nữ này là một cái lựa chọn cực kỳ tốt cho những cái ngày hè. Mình nghĩ là kể cả những cái ngày hè nắng nóng tầm 35-36 độ thì con này vẫn rất là ổn. Tại vì với cá nhân mình, chị em phụ nữ luôn được xịt nước hoa nồng hơn các anh em thì có thể hơi kiểu tém lại tại vì sợ mọi người đánh giá. Nhưng mà cưới các chị em xinh đẹp, thơm tho là cái điều mà các anh em rất thích. Mà thậm chí là kể cả các bạn nữ kiểu đi làm cùng mình mà ngửi thấy bạn nào thơm tho thì chắc chắn cũng sẽ rất là thích. Thì đây là một cái mùi hương như vậy rất là đáng tiền mua cho mùa hè 2022. Một chút về độ lưu hương và độ tỏa hương thì cá nhân mình, em thấy em này tỏa thì cũng khá tốt, tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay quay đầu. Còn cái độ lưu hương thì nó chỉ loanh quanh tầm 6 tiếng. Nó sẽ kém hơn phiên bản Intense. Nhưng là nếu như bạn hy vọng là đây là một cái phiên bản lưu tốt hơn thì không. Mình phải nói rõ luôn là như vậy. Mùi hương tiếp theo dành cho những bạn nữ sẽ có cái xu hướng là tiểu thư, nữ tính, rất là nữ tính. Đó chính là Nina Ricci Rose Extase. Mình sẽ để tên ở dưới cho các bạn dễ tìm nhá. Đây, nhìn thôi đã thấy là một cái màu hồng rồi. Thì cái mùi hương này khi mà mình xịt ra, mình có liên tưởng đến một chai nước hoa mình đã review. Đó chính là Parfums de Marly. Con đấy là con Delina. Một cái mùi hồng kết hợp cùng với vải. Ngoài cái nét mềm mại của hồng ra thì mùi của trái vải cực kỳ rõ. Và cái mùi hương đấy thì Nói thật là khi mà mình ngửi thì mình nghĩ tới một cái cô tiểu thư, nhưng mà cô tiểu thư đấy có vẻ không được trẻ cho lắm. Tại vì khi mà mình ngửi con Delina ấy, mình có cảm giác nó hơi sượng sượng một tí. Nó làm mình liên tưởng tới những cái cô gái đã có tuổi rồi, chắc phải tầm từ 25-27 tuổi trở ra, nhưng mà chưa người yêu, kiểu bánh bèo, dễ thương. Còn em này thì sẽ là những cô nàng loanh quanh tầm 18 cho đến 20 tuổi. Và cái vai của nó thì khá là giống nhau, cùng là mùi hồng và cùng có một cái nét ngọt, hơi kiểu vải cùng với dâu giữa các thứ. Thì khi mà mình xịt ra ấy thì mình thấy cái độ ngọt nó như kiểu là một cái không, nếu mà ngửi ở đầu vòi con Nina Ricci Rose này thì nó sẽ giống hơi giống mùi kẹo. Thì cái nốt ban đầu của nó có vẻ hơi nồng, nên là các bạn đừng ngửi luôn mà hãy để tầm 10 đến 15 phút thì các bạn ngửi. Thì các bạn nhận thấy một cái mùi ngọt này, hồng kiểu hồng vải cùng với hơi một tí phấn, và nó sẽ mang tới một cái nét cực kỳ là nữ tính. Thì cái mùi hương này với mình thì khi mà mình xịt ra, mình liên tưởng tới những cô nàng tầm 18-20, lúc nào cũng mặc những cái chiếc váy, những chiếc váy kiểu nhiều màu sắc, có một cái nét rất là tươi mới, rất là kiểu sáng. Mùi hương nó rất là sáng nhé, cho nó không bị tối và hơi kiểu lấn cấn, kiểu sượng sượng như là con Perfume de Marly Delina. Thì con này nó mang tới một cái hình ảnh khá là khác, đặc biệt là cái vai phấn nó làm mình cảm giác kiểu những cô gái đây kiểu rất là kiểu yếu ớt ấy, chờ các anh kiểu vào để các anh kiểu bao bọc ấy. Đấy. Mà mùi hương này thì với cá nhân mình thì mình ngửi là kiểu các bạn nữ ở đây có vẻ hơi nhút nhát, kiểu trong sáng, chứ không phải là những cái bạn nữ trải đời. Vì thế thì em này sẽ dành cho những cô nàng suốt ngày thích mặc váy, những từ váy dài xòe cho đến kể cả những cái váy kiểu ôm ở trên xong rồi xuống dưới nó hơi xòe dần như vậy. Và những cái kiểu tóc có thể là hơi xõa một tí, rồi nhìn các bạn cũng kiểu baby đáng yêu. Thì Nina Ricci Rose này là chắc chắn là các bạn phải có. Đặc biệt là về cái độ bám tỏa thì cái mùi hương của chai nước hoa hoa này nó lưu khá là tốt ở trên da, loanh quanh phải tầm 7 đến 8 tiếng. Và cái độ tỏa hương thì nó chắc là tầm gần một cánh tay, phải nói rằng là cực kỳ tốt. Mùi hương này mình nghĩ nếu như mà trời quá nắng nóng thì có vẻ không hợp lắm, nhưng mà nếu như các bạn trẻ, các bạn có phong cách như mình vừa nói và các bạn đi làm ở cái môi trường hay là đi thực tập ở những môi trường văn phòng ấy, thì đây là một cái rất là ổn, là các bạn đi hẹn hò vào những cái buổi tối, và những cái buổi hẹn đầu các bạn chưa muốn show ra cái hình ảnh kiểu tôi là một cô gái kiểu chơi bời hay là tôi một cô gái kiểu sành sỏi, vẫn kiểu muốn kiểu lừa các anh, thì đây là một cái lựa chọn ổn. Đặc biệt là với một cái giá rất là rẻ nữa thì các bạn học sinh sinh viên rất là dễ tiếp cận, chắc loanh quanh tầm hơn 1 triệu thôi đó. Nhưng mà nhớ một điều nhá, nếu như trời những ngày nắng nóng quá thì không nên xịt, nhưng mà những cái ngày tầm loanh quanh tầm 35 độ quay đầu thì em này hoàn toàn có thể xịt được. Rồi ôi, đây là chai nước hoa ở vị trí số 3. Trước mắt là các bạn sẽ nhìn thấy một cái nắp với một quả cầu bằng nhựa trong và có lưới. Lưới thôi là nghĩ thấy kiểu biển cả rồi, chứ không phải là kiểu các chị em mặc đồ lưới đâu nhá. Đây là con Tommy Bahama, con này nó ghi là PT Bar 3. Đây, mình sẽ để tên ở dưới các bạn. Để chai nước hoa này nó thật là các bạn ở đằng sau còn có hình cây dừa nhá. Ở Việt Nam thì chai nước hoa này không nhiều, đặc biệt là cái nhà Tommy Bahama này cũng không nhiều người biết tới. Chắc hẳn là các bạn sẽ kiểu ai mua chai nước hoa này làm cái gì, làm gì có thương hiệu đâu, xịt các anh lại không biết. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều là đó là các bạn xịt mùi hương ra đường, chứ không phải các bạn cầm theo cả chai nước hoa đội lên đầu để đi ra đường để khoe rằng là tôi dùng thương hiệu này thương hiệu nọ. Quan trọng nhất đó là mùi hương nó phù hợp với bạn. Thì nếu như bạn thích một cái mùi hương đáng yêu, một cái mùi hương dễ thương, thì đây là mùi hương dành cho bạn. Một cái vai mùi thì khi mà mình đọc nốt mình rất là bất ngờ, đó là khi mà ngửi và mình xem nốt thì hai cái nó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở đây thì khi các bạn xịt ra, thực ra mình cũng rất thích xịt con này, thậm chí là mình còn thích kiểu người yêu mình xịt con này, nhưng mà người yêu mình không khoái con này là lắm. Đó, ngửi một phát thôi các bạn sẽ đến một cái mùi ngậy, cái mùi ngậy cực kỳ rõ. Cái ngậy này nó làm mình liên tưởng tới những cái mùi của những cái trái dừa hoặc là sung gì đó, cái nét ngậy hơi béo béo. Nhưng mà ngay sau đó thì các bạn sẽ thấy không còn ngửi thấy hơi kiểu xoài chín nữa, kiểu như vậy, một cái mùi trái cây chín ngọt và mùi nó rất là sáng. Nhưng mà sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì các bạn nhận thấy mùi chanh lên rất là rõ. Chanh ở đây thì có cái xu hướng hơi bột. Ở trong nước hoa thì trong chai này nó ghi nốt đó là tequila, chanh cùng với mùi của hoa. Thì mới ban đầu khi mà mình xịt, mình có cảm giác đây là một mùi trái cây chín, ngửi cảm giác như kiểu đang nằm ở giữa một cái bãi biển vậy. Ngửi phát kiểu rơi ra đúng cái bãi biển, đang nằm ở trên ghế tắm nắng, xong rồi bôi một ít kiểu kem chống nắng kiểu mùi dừa ấy, kiểu như thế. Và cái mùi hương này khi mà dry down ở trên da ấy thì cái nét ngậy, nó cái ngậy và béo nó sẽ giảm xuống và các bạn đã thấy hoa xuất hiện. Nhưng mà hoa ở đây vẫn theo cái hướng là hoa creamy, và toàn bộ mùi hương thì chỉ lưu ở trên da loanh quanh tầm 6 tiếng thôi. Và nói thật, đây là một cái mùi hương nó mang lại một cái hình ảnh đúng kiểu khi mà mình nhìn thấy một cô, ngửi thấy một cô gái nào xịt chai nước hoa này thì mình thấy là cô ấy là một cô gái rất là đáng yêu, rất là dễ thương, không phải là cái kiểu sexy, không phải là cái kiểu trưởng thành, chỉ đơn giản là nhìn em, anh thấy rằng là em rất là đáng yêu, rất là dễ thương, kiểu có thể xưng kiểu tầm tuổi mình mà ngửi thấy mùi này thì mình nghĩ rằng là kiểu chú cháu nhiều hơn là kiểu anh em. Đấy, thì các bạn biết là mùi hương này nó trẻ trung như nào. Con này thì nam cũng xài được mà nữ cũng xài được, mà nó, với cái nét ngậy béo như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ nghiêng nữ nhiều hơn. Và cái độ tỏa hương thì nó cũng khá là tốt nha, chứ không phải là lưu kém thì nó tỏa kém đâu. Mùi này tỏa tầm một cánh tay đấy, rất là hay ho. Nên là với những bạn nào mà đang tìm cho mình một cái mùi hương để các bạn đi hoạt động ngoài trời, các bạn thỉnh thoảng có những cái buổi tham gia những hoạt động ngoại khóa ngoài trời này, hay là các bạn đi du lịch, thì đây chắc chắn là một con mà các bạn có thể mang đi chụp ảnh sống ảo, nhìn đã đẹp đấy nhá. Xong rồi để cạnh bãi biển nữa thì xịt rất là hợp lý luôn. Phê. Đặc biệt là giá lại còn rất là rẻ, nên là với bạn học sinh sinh viên, kể cả những bạn nữ tầm 18-20 không phải thích những cái mùi sexy thì hoàn toàn có thể mua chai nước hoa này. Một chai nước hoa mà mình nghĩ trong top này chắc là chai này là chai đứng thứ 2 sau Light Blue Forever là phải có. Thì đây là chai mà các bạn để sử dụng vào những ngày hè nắng nóng để đi du lịch. Ui ổn. Cái tên tiếp theo mình muốn nói tới ở đây đó chính là Not a Perfume của Juliette Has A Gun. Tại vì mình nghĩ rằng là chưa có một mùi hương đi hẹn hò. Lúc đầu thì mình khá là lăn tăn khi mình định cho Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning vào. Nhưng mà mình nghĩ lại, có thể chúng ta sẽ lựa chọn một cái tông mùi nó gọi là có một vừa sạch sẽ nhưng mà sẽ có phần sexy một tí. Thì Not a Perfume của nhà Juliette Has A Gun này chắc chắn sẽ làm được cái điều đó. Mùi hương này nó mang tới một cái hình ảnh A13 Le Labo Another, mà tại vì chai này mình có mình review rồi thì mình sẽ trích lẫn link ở đấy các bạn xem. Cái chai nước hoa này nó có phần hơi giống với Another 13, chắc là khoảng tầm 70% đến 80%, nhưng nó lại không bị cái nét ngậy béo, mà khi mà dry down ở trên da nó có một cái nét ngọt. Cái nét ngọt đây nó khá là khác biệt so với cái nét ngọt ở Le Labo Another 13. Nếu như buổi đầu chúng ta cần một cái hình ảnh gọi là trong sáng ngây thơ thì đây là một cái mùi hương mà chúng ta có thể đi hẹn hò khi mà đã yêu nhau một thời gian rồi. Chúng ta đi xem phim, chúng ta cần một cái mùi hương sạch sẽ, ngọt, không phải là bám tỏa quá là kinh khủng. Thì Not a Perfume của Juliette Has A Gun chắc chắn là sẽ làm cho bạn lúc nào cũng có cái hình ảnh em luôn luôn thơm tho, em luôn luôn rất đặc biệt. Độ bám tỏa thì cũng không phải gọi là quá kém, khi mà ở trên da cũng lâm quanh tầm 8 tiếng. Và cái độ tỏa hương thì chắc là tầm nửa cánh tay quay đầu. Các bạn có thể xem lại cái video mình review chai nước hoa này để rõ hơn. Và thực ra con này nếu mà những ngày nắng nóng ấy thì vẫn có thể xịt được, những ngày quá nắng chẳng hạn nhé, quá nắng nóng thì các bạn vẫn có thể xịt được. Khi mà mình nghĩ là tầm 1 đến 2 shot, hoặc là các bạn có một cái lưu ý nhỏ, nếu như các bạn muốn xịt những cái mùi hương nó có cái vai ngọt hay là hơi nồng như là Another 13 hay là St.Barts thì các bạn vẫn xịt được, nhưng các bạn hãy xịt lên quần áo và để từ ngày hôm trước. Đấy là những cái mùi bám tỏa tốt thì các bạn để lên từ ngày hôm trước và ngày hôm sau mặc thì các bạn sẽ giảm bớt cái độ nồng của mùi hương đi rất là nhiều. Thì em này cũng có thể áp dụng theo cái kiểu đấy, nếu như các bạn luôn luôn muốn một cái mùi hương nó tồn tại ở trên người các bạn. Thì đó là cái tip nhỏ khi mà mình sử dụng những cái mùi hương nồng nàn nhưng mà vẫn muốn gây ấn tượng và không bị kiểu khó chịu quá. Ở vị trí cuối cùng thì cho phép mình được lội lại quá khứ từ những ngày đầu mình làm YouTube. Một nhà nước hoa đến từ Thái Lan. Thực ra lúc đầu mình rất là lăn tăn khi cho chai nước hoa này vào. Mình định cho một chai của nhà Ka này vào đây, nhưng mà thôi để hôm nào mình review sau nguyên cái bộ của nhà này luôn. Thì đây là một nhà nước hoa, nó có tên là Butterfly Thai Perfume. Vâng, đến từ Thái Lan. Mình cho vào là tại vì hiện tại thì các bạn đã bắt đầu có thể đi du lịch ở các nước ngoài rồi, và Thái Lan luôn luôn là một cái điểm đến rất là thích của các cặp đôi hay là của các chị em. Hội chị em thì luôn luôn thích đi Thái Lan, đi Bangkok, đi Chiang Mai. Và nếu như bạn đi Chiang Mai thì bạn có thể ghé cái nhà nước hoa này. Thì đây là chai nước hoa mà mình đã mua rất là lâu, và bây giờ thì nó đã thay đổi rồi, thay đổi về cái về cái ngoại hình của chai đây nhá. Các bạn, mình sẽ để cái hình ở đây. Các bạn thấy là nó hơi khác một xíu thôi. Thì đây là con Mango Leaf. Nó là mùi lá xoài. Mùi hương này phải nói rằng là nó có một cái độ bám tỏa cực kỳ tốt ở trên da. Cái thứ hai là các bạn thì đấy là cái size này thì là size nhỏ thôi. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là 60ml. Và cái thứ hai là cái dui của nó ấy. Nếu như các bạn ở đây có thể là không nhìn rõ, nhưng mà các bạn lắc ấy, thì các bạn thấy rằng là cái lượng tinh dầu nó rất là đặc. Vì thế cái độ bám tỏa nó rất là tốt nha. Và đây, cái dui của nó lúc đầu thì nó xanh hơn này tí, nhưng mà chai này mình để tầm 3 năm rồi thì nó cũng hơi bị đổi về màu. Nhưng với cá nhân mình thì không đổi về mùi. Thì cái mùi hương này như thế nào? Mango Leaf lá xoài. Thì mùi các bạn xịt ra như nào, tên như nào nó sẽ xịt ra như vậy. Thì các bạn nhận thấy cái mùi lá xoài xanh, xịt phát cảm nhận thấy luôn. Và cái mùi hương này nó có một cái điều là rất lâu ở trên da nó mới khô được. Vì thế nếu như bạn muốn xịt cái mùi hương này thì các bạn hãy xịt trước khi ra đường tầm 30 phút nhá, tránh việc là đi bụi xong rồi nó dính lên thì nó không tốt. Thì mùi lá xoài xịt ra một cái mùi xanh ngắt, thậm chí rằng là cảm thấy ứa nước miếng, như kiểu các bạn đang nhìn thấy một ai đó đang ăn xoài vậy. Thì cái cảm giác ứa nước miếng hay là ăn kiểu những cái quả nhót, những cái quả kiểu có cái tính chất chua ấy, nó tạo ra nước bọt ấy, cái mùi này y hệt. Và cái mùi xoài lúc đầu nó là đúng kiểu mùi lá xoài và mùi xoài xanh. Rất ngon, rất đặc biệt, bám đọt tốt. Khi dry down thì cái mùi quả xoài xanh ở đây nó chín và trở thành một cái mùi xoài chín. Nhưng mà yên tâm, không phải kiểu chín kiểu nẫu đâu, mà nó chín, nó có một cái độ ngọt của amber và nó làm cho cái mùi hương thực sự là rất là hay ho. Nếu như các bạn nào là fan của đồ ăn, fan của xoài, thích những cái tông mùi kiểu vừa xanh, dry down ra cái nét ngọt, thì chắc chắn con Mango Leaf của nhà Butterfly này là một con đáng mua. Và đây là một chai nước hoa mà nếu như các bạn đi du lịch, hoàn toàn các bạn có thể mua về tặng gia đình. Ngày xưa mình mua chai này tầm chưa đến 1 triệu. Ngoài cái sản phẩm này ra còn có con xôi xoài và rất là nhiều những cái mùi khác. Thì đây là một nhà kiểu nước hoa đến từ người anh em bạn bè với ta rất hay đi du lịch, mà các bạn có thể hoàn toàn mua để trải nghiệm, thậm chí đến tận nơi để trải nghiệm. Đó. Ui, lưu ở trên da loanh quanh cũng phải tầm 8 đến 10 tiếng. Độ tỏa hương thì chỉ tầm hơn nửa cánh tay một tí thôi, rất là vừa phải, rất là dễ chịu. Và nếu như bạn nào làm trong môi trường văn phòng, thích những cái mùi để sử dụng làm signature scent, ngửi một phát là biết kiểu xoài đây anh ơi, tới đây, tới đây. Đấy, thì hoàn toàn mua chai nước hoa này nha. Rẻ, ngon. Ứa nước miếng. Và vừa rồi đó là 5 cái tên mà mình gợi ý cho các bạn nữ ở cái phân khúc tầm dưới 150 đô. Các bạn hoàn toàn có thể mua để sử dụng vào mùa hè, đặc biệt là không đụng hàng. Có thể nói là những mùi đây gần như là không đụng hàng với những cái con quá là quen thuộc ở trên thị trường như là DG3 rồi Light Blue phiên bản Intense rồi giò của nữ. Không, vậy chúng ta tìm những cái mùi mới lạ đi. Chỉ có follow kênh mình thì mới có thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share để mình có thêm động lực. Biết đâu lại ra thêm một cái số giá rẻ nữa, hay là một cái số ở phân khúc cao hơn, để các bạn nữ có thể có nhiều trải nghiệm cũng như là nhiều lựa chọn hơn. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.